phụ nữ Hàn có cách đắp mặt nạ lạ đời, giúp da căng bóng sau 3 ngày. Cách đắp mặt nạ độc đáo này hứa hẹn giúp phụ nữ Hàn có làn da căng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông chỉ sau 3 ngày. Lotion mask vốn là phương pháp chăm sóc da phổ biến, bắt nguồn từ Nhật Bản và hiện nay được rất nhiều cô gái yêu thích. Tuy nhiên, không chỉ đắp lotion mask như thông thường, phụ nữ Hàn lại có chiêu đắp mặt nạ vô cùng ngược đời, hứa hẹn có thể giúp cải thiện làn da, khiến da căng mọng và thu nhỏ lỗ chân lông chỉ sau 3 ngày. Cụ thể trong phương pháp này, đầu tiên, nàng blogger Hàn sẽ đổ lotion vào bông tẩy trang đã được tách mỏng. Nàng blogger Plaga lưu ý bạn nên chọn những dòng lotion thiên về khả năng dưỡng ẩm, thành phần lành tính như hoa hồng, hoa cúc, nhà đam. Sau đó, Plaga sẽ đắp bông đã thấm lotion lên toàn mặt. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng tiếp tục sử dụng mặt nạ ngủ để thoa lên trên lớp bông vừa đắp. Plaga sẽ để nguyên lớp mặt nạ kem dưỡng như vậy khoảng 10 phút. Sau 10 phút, Plaga sẽ tháo mặt nạ. Cô sẽ dùng miếng mặt nạ lau qua toàn mặt, hơi vỗ nhẹ để tăng khả năng thẩm thấu, tránh dư thừa dưỡng chất. Lúc này, có thể thấy làn da của cô có độ căng bóng, mịn mượt hơn ban đầu rất nhiều. Cuối cùng, Plaga sẽ thoa một lớp kem dưỡng mỏng và massage đều khắp mặt để khóa ẩm. Theo Plaga chia sẻ, sau khi áp dụng phương pháp này đều đặn, làn da của cô đã được cải thiện rất nhiều, chỉ sau khoảng 3 ngày đắp mặt nạ, da đã mịn mướt hơn. Lỗ chân lông nhỏ đi trông thấy. So với phương pháp đắp lotion mask thông thường, phương pháp này của Hàn Quốc sẽ có thêm bước thoa kem dưỡng đè lên trên mặt nạ. Và thay vì chỉ đợi 3 phút thì người dùng cần đợi khoảng 10 phút trước khi tháo mask ra. Theo nàng blogger này giải thích, phương pháp đắp mask độc đáo này sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất, cấp ẩm sâu hơn so với phương pháp cũ. Lớp mask và lotion cơ bản vốn đảm nhận nhiệm vụ truyền nước và dưỡng chất vào da khi được bôi bổ sung thêm một lớp kem dưỡng bên trên. Sẽ giúp tăng khả năng vận chuyển dưỡng chất từ kem dưỡng vào da, đồng thời kem dưỡng còn đảm nhận nhiệm vụ khóa ẩm, tránh lotion và nước bên dưới bị bay hơi. Do đó, nàng blogger cũng đắp mặt nạ 10 phút chứ không chỉ đắp 3 phút như thông thường. Phương pháp này cũng có thể áp dụng thay thế cho việc đắp mặt nạ giấy truyền thống với hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, vì đây là phương pháp cấp ẩm sâu nên có phần nặng đô hơn so với lotion mask. Phương pháp này sẽ phù hợp với những người có làn da khô, rất khô, cần cấp ẩm sâu, đặc biệt là trong mùa thu đông hanh khô. Còn trong trường hợp bạn có làn da hỗn hợp, da dầu thì nên cân nhắc, chỉ nên đắp mask chuyên sâu 1-2 lần một tuần để tránh da bị bí bức da dư thừa dưỡng chất. Ngoài ra, nếu phương pháp đắp lotion mask 3 phút truyền thống khá nhẹ nhàng, có thể đắp 2 lần trên ngày, thì với phương pháp đắp chuyên sâu này, bạn chỉ nên đắp 1 lần trên tuần vào buổi tối mà thôi. Về phần sản phẩm, với lotion, bạn nên chọn những dòng lotion lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, kem dưỡng để thoa đè lên trên mặt nạ nên là những dòng thiên về khả năng dưỡng ẩm, làm dịu. Bạn có thể kết hợp đắp mặt nạ cùng với việc dùng máy đẩy tinh chất để tăng khả năng dưỡng ẩm sâu.